Thái Bình cách chức khẩn cấp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Công an vào cuộc xử lý công ty truyền thông đăng tải video quả báo làng nổ, cảnh báo người đàn ông mất trắng 30 tỷ, thủ đoạn hết sức tinh vi. Lâm Đồng cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy liên quan đến nhiều sai phạm. Chủ tịch nhà xuất bản giáo dục nhận hối lộ số tiền khủng, sách giáo khoa đi về đâu, bất cập, lãng phí tài nguyên của đất nước và những điều cần phải làm ngay ở Bộ Giáo dục. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã từng nhấn mạnh giáo dục đào tạo phải được quan tâm để tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thời gian gần đây, qua báo chí và mạng xã hội, chúng ta cũng thấy được bên cạnh những nhà giáo ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự nghiệp chồng người, hun đúc nên sự vẻ vang của nền giáo dục nước nhà, thì xã hội cũng băn khoăn, lo lắng trước một bộ phận thầy, cô giáo đã tha hóa về đạo đức, nhân cách và mang trong mình căn bệnh thành tích. Liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi vào lớp 10 tại Thái Bình, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã bị cách chức. Tối ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin về kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Giáo dục và Đào tạo với cương vị là Giám đốc Sở, Phó Giám đốc và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025 tại tỉnh. Trên cơ sở kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước xử lý cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Kỷ luật, Công chức lãnh đạo quản lý, ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân có liên quan, theo đó kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở, phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm tại Hội đồng Kiểm điểm đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với những tập thể cá nhân thuộc trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có hành vi vi phạm được nêu tại các kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở xem xét xử lý theo trình tự thủ tục, theo phân cấp và thẩm quyền. Tỉnh Thái Bình khẳng định việc xử lý đối với các cá nhân để xảy ra vi phạm thể hiện được tinh thần giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe nhưng cũng hết sức cương quyết và nghiêm minh. Cán bộ, công chức đã để xảy ra vi phạm đã tự nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Sau khi có kết luận thanh tra và thực hiện công bố điểm vào ngày 20 tháng 8, có 252 thí sinh với tổng số 490 bài thi đề nghị phúc khảo. Kết quả có 489 bài thi không thay đổi điểm, một bài thi tăng 0,5 điểm nhưng không thay đổi kết quả tuyển sinh. Đến nay, các trường trung học phổ thông đã ổn định vào năm học mới. Tỉnh Thái Bình nhận định đây là vụ việc để xảy ra sai sót, vi phạm và phải xử lý cán bộ, lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Thái Bình là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, đây là bài học cực kỳ sâu sắc, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ thi của ngành. Quý vị thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi nhà giáo phải tự học, tự rèn luyện để vừa hồng vừa chuyên, mà hơn hết là phải có cái tâm với nghề. Đã là nhà giáo thì phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề. Chỉ có lòng yêu nghề, tâm huyết, tận tụy với nghề mới giúp cho nhà giáo hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang của mình, được nhân dân yêu mến, xã hội tôn vinh. Chúng tôi cũng hy vọng rằng nghề giáo luôn luôn xứng đáng với những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phong tặng. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng, là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Công an vào cuộc xử lý công ty truyền thông đăng tải video quả báo làng nổ. Quý vị thân mến, mới đây Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt công ty truyền thông Sunrise 15 triệu đồng vì đăng tải video có tựa đề quả báo làng nổ Lào Cai gây bức xúc dư luận. Sáng ngày 28 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần truyền thông Sunrise 15 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác,
tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc quy định tại điểm D khoản 1, điều 101 nghị định số 15. Theo Công an thành phố Hà Nội, vừa qua tình hình lũ lụt và cơn bão số 3 có nhiều diễn biến phức tạp gây ra những thiệt hại tại nhiều địa phương. Nhiều người chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng của việc đăng tải và chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, dẫn đến gây bức xúc dư luận. Trong đó, PA05, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện công ty cổ phần truyền thông Sunrise quản lý và sử dụng kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ đăng tải lên không gian mạng video clip có tiêu đề Quả Báo Làng Nủ, Lào Cai, Chuyện Cổ Tích, Những Bài Học Nhỏ và Quà Tặng Cuộc Sống vào ngày 16 tháng 9. Xác định đây là thông tin bịa đặt gây bức xúc dư luận, nhân dân, PA05 đã xác minh và mời người liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà T, đại diện cho công ty cổ phần truyền thông Sunrise, thừa nhận kênh Những Bài Học Nhỏ thuộc công ty quản lý đã đăng tải lên không gian mạng video giật típ Quả Báo Làng Nủ, Lào Cai là thông tin bịa đặt. Ngay sau khi đăng tải, video clip trên đã thu hút được nhiều bình luận tiêu cực bức xúc về video gây ảnh hưởng đến Làng Nủ, tỉnh Lào Cai. Công ty đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xóa video và đăng tải thông tin đính chính xin lỗi cộng đồng mạng. Qua đây, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Cạnh đó, người dân cũng nên theo dõi các thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan tổ chức nhà nước và tuyệt đối không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cảnh báo người đàn ông mất trắng 30 tỷ, thủ đoạn hết sức tinh vi. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo, thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cao. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhiều nhà đầu tư mới. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Thông qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H, trú tại Hà Nội, có kết bạn và trò chuyện với tài khoản Angela Phương. Sau một thời gian, đối tượng trên đã mời ông Hát tham gia đầu tư tiền ảo thông qua các website dsecwap.com, sau đổi tên miền thành philescoin.com. Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông Hát đã làm theo hướng dẫn của đối tượng trên, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn. Ban đầu, ông Hát tham gia có lợi nhuận, đã thực hiện rút được số tiền hơn 300 triệu đồng. Tin tưởng nên ông Hát tiếp tục nạp tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận sẽ cao hơn. Tổng số tiền ông Hát đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi ông Hát muốn rút tiền thì hệ thống báo ông Hát đã vi phạm nguyên tắc mua bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông Hát đã đến cơ quan công an trình báo. Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Kỷ luật bí thư thành ủy và loạt cán bộ liên quan đến dự án đường trăm tỷ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, từ đầu năm 2024 đến nay, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thách thức vì vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, nhưng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của ban chỉ đạo và sự đoàn kết thống nhất cao ở trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả của các cơ quan chức năng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân.
Lâm Đồng cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy liên quan nhiều sai phạm. Ngày 26 tháng 9, Tổng Thư ký Quốc hội Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường có văn bản số 4284 thông báo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn. Cụ thể, vào chiều ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ vào ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào tờ trình của Ban công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 16 tháng 9 năm 2024 của ông Trần Đình Văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết số 1184, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Hoa, Đạ Tẻ, Cát Tiên. Ông Trần Đình Văn sinh năm 1966, quê ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, trình độ thạc sĩ. Trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đình Văn là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt. Trước đó, tại kỳ họp 45 vào tháng 8 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, để cho nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật, xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm khuyết điểm trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương có liên quan. Cùng với nhiều cá nhân khác, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết định nêu trên. Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Thái Nguyên bắt khẩn cấp đối tượng xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Quý vị thân mến, những năm qua, trong khi đại đa số người dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia phản biện xã hội với tinh thần xây dựng, giúp cho Đảng và Nhà nước đề ra được những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả, thì cũng có những đối tượng đã cố tình lợi dụng phản biện xã hội để tung ra những quan điểm luận điệu phản động, sai trái, gây nhiễu loạn đời sống chính trị, xã hội của đất nước. Mới đây, ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hồng Vân, sinh năm 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, bà Vân đã sử dụng mạng xã hội, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, vu khống nhằm hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Các bài viết còn đăng công khai gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Trước đó, bà Vân đã từng đến trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng với một nhóm người và yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh để chất vấn các nội dung có liên quan đến dự án xây dựng đường dây điện 220 kV Thái Nguyên Tuyên Quang đi qua huyện Đại Từ. Tại đây, bà Vân cũng đã có những lời nói xúc phạm, vu khống đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Lực lượng cơ quan chức năng đã yêu cầu công dân không tập trung đông người và di chuyển đến trụ sở ban tiếp dân của tỉnh để làm việc, nhưng bà Vân không chấp hành. Sau đó, tiếp tục có những hành vi nêu trên, lực lượng chức năng và công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Phong trào trở thành xu thế không thể đảo ngược là công việc chung của mọi người dân chứ không phải của riêng cơ quan chức năng nào. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ,
lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị can Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và bị can Nguyễn Chí Minh, Giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Người mà bà Ngọc, ông Minh đưa hối lộ là cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái. Ông Thái đã nhận lời giúp đỡ tạo điều kiện để công ty của bà Ngọc và ông Minh trúng các gói thầu mua sắm khi nhà xuất bản giáo dục mua giấy in để in sách. Theo kết quả điều tra, trước khi nhà xuất bản giáo dục triển khai việc mua sắm giấy in khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2017, bà Tô Mỹ Ngọc đến gặp và được ông Thái đồng ý tạo điều kiện cho tham gia trúng thầu cung cấp giấy in. Được trúng thầu tháng 12 năm 2017, bà Ngọc tự tay chuẩn bị số tiền 3 tỷ đồng từ quỹ cá nhân để ở nhà gồm 6 cọc tiền đựng trong túi sách giấy loại đựng quà Tết. Bà Ngọc đã xách túi tiền đến phòng làm việc của ông Thái tại tầng 9 trụ sở nhà xuất bản giáo dục. Khi vào phòng làm việc, bà Ngọc ngồi ở ghế đầu tiên, dãy có 3 ghế, để túi cạnh tiền, bàn uống nước và nói có chút quà cảm ơn ông Thái đã giúp cho công ty trúng thầu. Sau đó, bà Ngọc về, ông Thái mở túi kiểm tra và cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc. Trong các năm từ 2018 đến năm 2021 đều đặn hàng năm, bà Ngọc đều đến phòng làm việc của ông Thái đưa số tiền 4 tỷ đồng để cảm ơn sau khi trúng thầu. Cách thức đưa tiền đều giống nhau, thường vào dịp cuối năm hoặc đầu năm dương lịch, bà Ngọc sẽ tự chuẩn bị 4 tỷ đồng gồm 8 cọc, mỗi cọc 10 thép, mỗi thép 50 triệu đồng được bọc kín đựng vào túi quà Tết. Có hai quai sách và được buộc lại, sau đó úp ngược lại cho vào túi giấy cùng loại. Bà Ngọc xách túi tiền và một mình đến phòng làm việc của ông Thái đều ngồi đúng ghế đầu tiên, để túi tiền cạnh bàn nước và nói có chút quà biếu cảm ơn ông Thái. Khi bà Ngọc đưa tiền, không có ai chứng kiến. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2018-2022, bà Ngọc đều đưa cảm ơn ông Thái số tiền 200 triệu đồng trên một năm. Tổng số tiền bà Ngọc đỡ đưa là 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định từ năm 2017 đến năm 2018, bà Ngọc đã đưa hối lộ cho ông Thái 20 tỷ đồng để được trúng 13 gói thầu, tổng giá trị 2.100 tỷ đồng. Quý vị thân mến, có thể nói tệ nạn tham nhũng tiêu cực là hành vi gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm cho kinh tế chậm phát triển, thất thoát và lãng phí tài sản của nhà nước, của nhân dân, gây rối loạn nền kinh tế, nguy hại hơn là làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Bất cập, lãng phí tài nguyên của đất nước và những điều cần phải làm ngay ở Bộ Giáo dục. Cơn bão số 3 Yagi cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Gần một tuần trôi qua, tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn còn đang ngổn ngang, cảnh đổ nát, bề bộn. Bên cạnh đó là những gương mặt thất thần, mệt mỏi, bất lực sau khi phải chống chọi với mưa bão và dòng nước lũ. Có rất nhiều các đoàn thiện nguyện đang xin sách giáo khoa để gửi đến cho trẻ em những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi. Quý vị thân mến, có một thính giả đã chia sẻ, khi giục các con tìm sách để gửi tặng các em nhỏ miền núi mà chợt nhớ ra là không biết các em có dùng được không. Thống nhất một bộ sách cho các em từ cấp 1 đến cấp 3 cũng là một trong những việc cần làm ngay và luôn. Sách cũng từ rừng mà ra, tiết kiệm sách là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ rừng, ngăn cản lũ quét. Mỗi năm các nhà sản xuất cho ra lò hàng trăm ngàn bộ sách giáo khoa cho các cấp học. Vấn đề là các bộ sách giáo khoa liên tục được thay thế, bổ sung để theo kịp chương trình mới, đặc biệt là có những cuốn thuộc dạng không cần thiết đã gây ra lãng phí lớn cho nguồn lực của xã hội. Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ, giá bìa của hai cuốn sách trên tổng là 33.000 đồng. Thoạt nghe thì có vẻ không đáng bao nhiêu tiền, song nếu nhân với số lượng in lần lượt là 170.000 cuốn hay 200.000 cuốn thì tổng số tiền phụ huynh học sinh phải bỏ ra lên đến hơn 12 tỷ đồng, quả là một số tiền không hề nhỏ. Đề cập đến câu chuyện lãng phí sách giáo khoa, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng từng phải thốt lên, tại sao bây giờ khác thế hệ trước, một bộ sách không dùng được 2-3 thế hệ, tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa, tại sao lại để phí mỗi năm chúng ta sản xuất ra hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa, xã hội mất hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến năm sau không thể sử dụng được nữa. Hay cũng có một bài chia sẻ của một phụ huynh, có đến 54.000 lượt like và hơn 11.000 lượt chia sẻ, cụ thể bài viết chia sẻ như sau, bộ sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối, Tri Thức sẽ bằng cái gì?
bằng sự rối rắm của phụ huynh khi mua sách cho con, bằng sự lo lắng của các nhà sách khi không dám nhập nhiều sách vì sợ dư sách là không bán được nữa, dẫn đến tình trạng thiếu thừa sách giáo khoa, hỗn độn cả chục năm nay, bằng sự lãng phí vô tội vạ trong các gia đình địa phương khi mà chương trình học khác nhau, sách giáo khoa khác nhau nên sau khi học xong, bạn này không thể cho bạn kia sách học tiếp, thậm chí là anh chị em trong một nhà cũng không học được sách của nhau, hay bằng sự phá hoại môi trường từ sự lãng phí nguồn tài nguyên in sách dùng một lần như hiện nay. Quý vị thân mến, với vô vàn những thứ bất cập khi cả nước có tới 3 bộ sách khác nhau, một thính giả đã từng lên tiếng một lần nhưng vẫn phải lên tiếng lại lần nữa. Vì qua trận bão lũ lụt lịch sử tàn phá miền Bắc vừa qua, việc phân loại và phân bổ sách giáo khoa cũ cho học sinh vùng lũ rất khó khăn. Nhiều nơi thiếu sách vở trầm trọng, nhưng sách thì bộ thừa bộ thiếu do chương trình khác nhau. Hàng năm nhiều phụ huynh phải vứt bỏ những bộ sách gần như mới, còn nhà xuất bản thì tiếp tục in sách, cũng là hành động gián tiếp để phá hoại môi trường, gián tiếp gây ra những thiên tai. Đất nước Việt Nam còn nghèo, môi trường thì ngày càng bị phá hoại nghiêm trọng, dẫn đến thiên tai ngày càng khắc nghiệt. Xin hãy tiết kiệm và tránh các hành động làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chúng tôi rất mong muốn Bộ Giáo dục nhìn nhận lại vấn đề về sách giáo khoa. Đây cũng là mong muốn chung của toàn thể phụ huynh trong nước. Qua đây chúng tôi cũng hy vọng rằng có sự quan tâm hơn nữa của Thủ tướng Chính phủ đến vấn đề này, không chỉ là để tiết kiệm về nguồn tài nguyên mà còn giúp cho kinh tế của đất nước không bị tụt lùi. Câu hỏi đặt ra là có hay không sự lãng phí hay lợi ích nhóm ở Bộ Giáo dục? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết. Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến công ty Thuận An. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa cách chức và cho thôi làm nhiệm vụ nhiều cán bộ ban giao thông do liên quan đến tiêu cực gói thầu thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Cụ thể, ngày 25 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã có thông tin về việc xử lý vi phạm tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, vào ngày 23 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp và kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông, còn gọi là Ban Giao thông thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và các đảng viên có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với gói thầu thi công xây dựng cầu đoạn từ trụ 25 đến trụ 47 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Gói thầu này do liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thương mại Thuận An và Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long thực hiện. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Ban Giao thông nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nghiêm trọng về quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số lãnh đạo, ban, cán bộ, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thi hành kỷ luật theo thẩm quyền và cho thôi giữ chức vụ đối với hai đảng viên. Ngày 24 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp và quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Phạm Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Ban Giao thông và ông Đỗ Đình Phan, Phó Giám đốc Ban Giao thông. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định cho ông Nguyễn Chí Cường thôi giữ chức Giám đốc Ban Giao thông và ông Phạm Văn Duân thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban Giao thông. Kỷ luật Bí thư Thành ủy và loạt cán bộ liên quan đến dự án đường trăm tỷ. Mới đây, loạt cán bộ nguyên lãnh đạo của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bị xem xét xử lý kỷ luật, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công Thái Nguyên do để xảy ra vi phạm tại một số dự án trên địa bàn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tiến hành kỳ họp thứ 29 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài giai đoạn 2 theo hình thức đầu tư PPP, hợp đồng BT, dự án dự kiến hoàn vốn dự án BT và dự án đầu tư xây dựng công trình Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công đầu tư giai đoạn 1.
Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Chịu trách nhiệm đứng đầu với những vi phạm, khuyết điểm là ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sông Công, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra còn có ông Lê Văn Khôi, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, ông Lưu Chí Vượng và bà Nguyễn Thị Minh Xuân đều là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, ông Đào Duy Anh và ông Nguyễn Ngọc Lâm đều là nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm trực tiếp cho những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Xem xét về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Duy Anh, khiển trách các ông bà Vũ Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Lâm, Lưu Chí Vượng, Nguyễn Thị Minh Xuân. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Dương Xuân Hùng, Hoàng Thái Cương, Lê Văn Khôi theo quy định. Trước đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài đã được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Dự án có tổng chiều dài trên 2,4 km với tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tiến Mạnh Lai Châu làm chủ đầu tư và được hoàn vốn bằng quỹ đất hai bên đường Thắng Lợi kéo dài. Dù đã triển khai nhiều năm nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong khu vực. Cựu Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đối diện với án tử hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với cựu Bí thư Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng với 11 bị can do có những hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm về đấu thầu. Đây là vụ án tiếp theo liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC và cựu Bí thư Chủ tịch Bắc Ninh đã bị đề nghị truy tố đến khung hình phạt lên đến tử hình. Qua quá trình điều tra, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC cùng các đơn vị có liên quan, cơ quan tố tụng đã triệt để thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án. Theo đó, các bị can trong vụ án đã nộp khắc phục hậu quả và nộp số tiền hưởng lợi tổng cộng hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nộp lại số tiền 14 tỷ đồng, bao gồm 4 tỷ đồng là số tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu, còn 10 tỷ đồng gia đình bị can tự nguyện xin nộp để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án. Theo kết luận điều tra, vì động cơ vụ lợi, cựu Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho nhóm công ty AEC của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện vẫn bỏ trốn và nhóm của Lã Tuấn Hưng, công ty Sông Công phân chia 6 gói thầu mua sắm thiết bị ở 6 bệnh viện tuyến huyện. Bị can Chiến hưởng lợi bất chính 14 tỷ đồng, trong đó có 4 tỷ đồng hưởng lợi từ 6 gói thầu và 10 tỷ đồng là quà biếu từ bị can Nhàn vào các dịp lễ, Tết. Vợ bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nộp lại 10,1 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu, còn 8,1 tỷ đồng là tiền bị can Quỳnh xin tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Gia đình bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nộp lại số tiền hưởng lợi 750 triệu đồng. Gia đình bị can Nguyễn Hạnh Trung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nộp lại số tiền 600 triệu đồng. Gia đình bị can Trần Văn Tuyên, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 3,2 tỷ đồng. Gia đình bị can Đặng Xuân Minh, tổng giám đốc công ty thẩm định giá BTC Velour nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 185 triệu đồng. Ngoài ra, một số bị can khác cũng đã tự nguyện nộp từ 10 đến 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an xác định hậu quả thiệt hại liên quan đến 3 gói thầu tại các bệnh viện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du do nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng, Phó Tổng Giám đốc công ty Sông Công thực hiện là 22,8 tỷ đồng. Trong các ngày 15-16 tháng 7 năm 2024, đại diện các công ty trúng thầu đã nộp lại toàn bộ số tiền
nói trên để khắc phục hậu quả cho bị can Hưng. Hậu quả thiệt hại liên quan đến 3 gói thầu tại các bệnh viện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành do nhóm công ty AEC của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu là hơn 25,8 tỷ đồng. Hiện bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty AEC hiện vẫn đang bỏ trốn. Công ty AEC, công ty khác thuộc hệ sinh thái AEC chưa nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản liên quan đến các vụ án khác đã khởi tố trước đây để đảm bảo thi hành án thu hồi tài sản cho nhà nước. Theo kết luận điều tra, khi tỉnh Bắc Ninh thực hiện mua sắm thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện, dàn quan chức cán bộ của tỉnh này đã tạo điều kiện cho hai nhóm doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Sau khi được tạm ứng và thanh toán, quyết toán, hai nhóm doanh nghiệp gồm công ty AEC do bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch và nhóm Lã Tuấn Hưng, công ty Sông Hồng đã đưa tiền hối lộ cho các bị can từng là lãnh đạo tỉnh ủy Bắc Ninh. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đề cập đến trách nhiệm của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra nhận định đối với ông Nguyễn Lương Thành, thời điểm giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Kết quả điều tra đến nay không có căn cứ chứng minh việc can thiệp tác động các cấp để xin cấp vốn bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và không có tài liệu thể hiện việc chỉ đạo can thiệp của ông Thành ký quyết định phân bổ vốn cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện nêu trên. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt đảng và hành chính đối với ông Nguyễn Lương Thành. Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với tinh thần xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng và đặc biệt đó chính là mở rộng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước. Mới đây vào trưa ngày 6 tháng 9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị nghiệp vụ có mặt tại trụ sở công ty cổ phần VNG, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bộ Công an cũng đưa tin công ty VNG đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng. Theo Bộ Công an, nhiều tổ chức doanh nghiệp cũng không nhận thức rõ được trách nhiệm bảo vệ cũng như hậu quả có thể xảy ra nếu các thông tin đó bị lộ lọt hay cung cấp cho bên thứ ba. Các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng chưa áp dụng các giải pháp kỹ thuật đủ mức để chống lộ lọt thông tin, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng, chưa có quy trình quản lý an ninh mạng và thông báo hướng dẫn khuyến nghị xử lý khi xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu cá nhân của người dùng. Bộ Công an cũng đưa rõ một số vụ điển hình như công ty VNG đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, hay công ty Thế giới di động điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng. Tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng. Tình trạng để lộ lọt thông tin khách hàng, để các công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn SMS, dữ liệu khách hàng của công ty FPT đã bị đăng tải công khai trên mạng. Lỗ hổng an ninh của các thiết bị thông minh. Bộ Công an cũng đề cập đến phương thức và thủ đoạn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân. Một trong các phương pháp đó là thông qua các website. Theo Bộ Công an, các đối tượng sẽ tạo lập hoặc lợi dụng các website có nội dung hấp dẫn hoặc thu hút người dùng. Khi người dùng truy cập vào sẽ âm thầm cài các mã độc vào máy tính và các thiết bị thông minh mà người dùng không hề hay biết để thu thập thông tin. Để thực hiện đăng nhập thông tin này trên trang web đó, thông tin sẽ được gửi đến hacker thay vì các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, các đối tượng này còn sử dụng nhiều thiết bị để nghe lén, thông minh để thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho những mục đích không rõ ràng. Nhiều cán bộ bị công an khám xét mới lộ ra khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Quý vị thân mến, khi xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy có rất nhiều các trường hợp sau khi công an khám xét mới phát hiện ra khối tài sản khổng lồ, không kê khai, không rõ nguồn gốc. Cụ thể, vào sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 14 cho ý kiến thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2024. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp nhận định về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong năm 2024 tiếp tục được triển khai đồng bộ, quan tâm điều chỉnh cách thức
triển khai để phát huy hiệu quả, quyết xử lý trách nhiệm chính trị với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Thời gian vừa qua đã có 16.351 người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023, qua đó có 19 người bị kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu thập và xử lý kỷ luật, xóa tên khỏi danh sách ứng cử kỷ luật hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Quý vị thân mến, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tiếp tục được chú trọng, kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của những người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tiêu cực, nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Năm 2024 có 38 người đứng đầu, cấp phó đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 14 người bị khiển trách, 13 người bị cảnh cáo, 11 người bị cách chức. Các cuộc thanh tra kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được tiến hành nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số lượng các cuộc thanh tra kiểm tra được tiến hành còn ít, vi phạm được phát hiện không nhiều, đã tiến hành khởi tố nhiều cán bộ cấp cao. Trong báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ các cơ quan đã kiên quyết khởi tố, điều tra xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến các hành vi sai phạm diễn ra từ nhiều năm trước và cả những sai phạm mới phát sinh xảy ra trên diện rộng có tổ chức, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là đã khởi tố về các hành vi phạm tội về kinh tế, cơ quan điều tra đã đi sâu làm rõ bản chất của vụ án và khởi tố các hành vi phạm tội về tham nhũng, cùng đó đã khởi tố nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương, tiếp tục tạo bước tiến mới trong phát hiện xử lý tham nhũng và tiêu cực.